Dan Dutren, Trịnh Sảng điêu đứng khi sự nghiệp bị đóng băng, ngoại hình tụt dốc không phanh, làm dân tình khó nhận ra, tập trung chăm con, chẳng màng đến thị phi. Trịnh Sảng gây chú ý với hình ảnh chụp tại Mỹ được cập nhật trên mạng xã hội. Trong đó, minh tinh Trung Quốc bị nhận xét xuống sắc, gương mặt phờ phạc, có dấu hiệu khá mẩm mỉm và tóc rụng nhiều. Nhiều khán giả đồng đoán nữ diễn viên có thể chịu biến chứng từ việc tân trang nhan sắc. Số khác cho rằng lý do đơn giản là người hâm mộ đã quá quen với hình ảnh của Trịnh Sảng, được chỉnh sửa kỹ càng bằng các loại phần mềm, nên giật mình khi thấy dung mạo cô qua cam thường. Dù đã bị xóa sổ khỏi làng giải trí Trung Quốc sau hàng loạt ồn ào đời tư, Trịnh Sảng vẫn luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người theo dõi mỗi khi xuất hiện. Nữ diễn viên định cư ở bang Colorado, Mỹ, gia đình cho biết cô chỉ tập trung chăm sóc các con, không màng những chuyện khác. Trước đó, nữ diễn viên lên mạng xã hội chào khán giả rằng: "Xin chào mọi người, các chính bạn thân mến, các bạn có khỏe không? Các bạn có nhớ tôi không? Tôi đang cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi tin rằng bản thân có thể đối phó tích cực với mọi thứ, dù có chuyện gì xảy ra, bạn phải tin vào chính mình." Người hâm mộ chỉ có thể cập nhật thông tin của Trịnh Sảng qua những đoạn hội thoại ngắn ngủi như vậy. Đôi khi nữ diễn viên đăng một số bức ảnh cũ thời còn hoạt động trong làng giải trí trên mạng xã hội để giải khuây. Sau nhiều năm rời xa làng giải trí, cuộc sống của Trịnh Sảng có vẻ vẫn chưa yên ổn êm đềm như chính những lời hay viết trên trang cá nhân. Một số khán giả cho rằng cô quá cố chấp để tìm cách nổi tiếng trở lại, thậm chí đặt cho nữ diễn viên biệt danh vua lì đòn. Trong khi đó, nhiều người khâm phục quyết tâm và sự quả cảm của mỹ nhân xứ Trung trong hành trình đòi lại quyền nuôi con. Một trong những nguyên nhân khiến cuộc đời Trịnh Sảng trải qua nhiều lận đận là thành công và danh tiếng đến quá sớm. Nữ diễn viên sinh năm 1991 tại Thẩm Dương, Liêu Ninh được đặt tên theo một minh tinh nổi tiếng cùng quê. Từ nhỏ, mẹ cô đã rất kỳ vọng con gái có thể tiến thân vào ngành giải trí. Vì vậy, mỹ nhân được tiếp xúc với các môn nghệ thuật, theo học nhiều lớp âm nhạc, múa hát từ bé. Từ 5 năm tuổi, cha mẹ bắt đầu cho Trịnh Sảng đăng ký các cuộc thi tài năng trên truyền hình. Khi 12 tuổi, cô một mình đến Thành Đô học nghệ thuật. 2 năm sau đó, người đẹp trúng tuyển Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và mỗi năm đều nhận học bổng sinh viên xuất sắc. Mỹ nhân gốc Thẩm Dương đã nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của làng phim Trung Quốc với vai nữ sinh ngây thơ, sợ vụ tim trong bộ phim Thanh Xuân Phường Trường cùng Ngắm Mưa Sao Băng năm 2009. Tác phẩm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem trong một thời gian dài. Trước đây, một người trong đoàn phim từng tiết lộ, nữ diễn viên đã nhận được số tiền cát-xê khủng lên tới 160 triệu nhân dân tệ, khoảng 570 tỷ đồng sau khi đóng bộ phim Tân Thiện Nữ U Hồn. Được biết, bộ phim này chỉ quay trong 77 ngày, nghĩa là trung bình Trịnh Sảng có thể kiếm được khoảng 7,4 tỷ đồng một ngày. Ngoài ra, nguồn tin thân cận cũng cho biết cô từng nhận mức cát-xê 500.000 tệ, khoảng 1,7 tỷ đồng cho mỗi một tập phim truyền hình từ rất lâu trước đó. Thành công của Trịnh Sảng được nối dài với phần 2 của phim phát hành một năm sau đó, tiếp tục lập kỷ lục về lượng khán giả của truyền hình Trung Quốc. Nhờ vai diễn này, cô nhận đề cử hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Kê lần thứ 25 và là người trẻ tuổi nhất trong danh sách năm đó. Mỹ nhân từng được trao danh hiệu nữ hoàng thanh xuân của làng giải trí Hoa ngữ. Cô đóng tiếp nhiều nhân vật có tính cách tương tự Sở Vũ Tiêm. Có những giai đoạn khán giả phải lắc đầu ngán ngẩm bởi cứ mở phim thanh xuân là lại thấy mặt Trịnh Sảng xuất hiện. Thành công cũng giúp cô được các nhãn hàng và chương trình game show săn đón. Tuy nhiên, thành công của Trịnh Sảng cũng nhanh chóng khép lại khi tuổi thanh xuân của cô dần qua đi. Về mặt chuyên môn, nữ diễn viên không thể hiện được sự tiến bộ trong nghề, dù là cái tên được nhiều nhà làm phim săn đón. Thay vì tiếp thu, người đẹp mất điểm khi tự quay video đáp trả rằng bản thân vốn chẳng hứng thú với nghề, chỉ đóng phim để kiếm tiền. Mức độ ngông cuồng của Trịnh Sảng ngày càng tăng trong giai đoạn trước khi bị phong sát. Cô liên tục có hàng loạt phát ngôn thiếu kiềm chế, thậm chí mất kiểm soát trên các chương trình truyền hình hoặc mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cũng mất dần kiên nhẫn và quay lưng. Sau loạt ồn ào, Trịnh Sảng đã bớt ngông hơn trước. Khoảng giữa năm 2021, Trịnh Sảng đang trạng thái cầu xin Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho một cơ hội để làm rõ sự thật. Tuy nhiên, điều cô nhận lại chỉ là những tranh cãi giữa hai luồng dư luận ủng hộ và phản đối từ cộng đồng mạng.